Tâm trạng của em lúc này em rất là buồn, bởi vì trong một quá trình là vợ mình đang khỏe mạnh vậy, như nghe tin bác sĩ cũng nói vậy, như tình trạng vậy thì tâm trạng em rất là buồn anh ạ. Kính thưa các mạnh thường quân, kính thưa toàn thể quý khán giả thân mến. Ngày hôm nay thì Khánh xin làm một cái video để chia sẻ với quý vị hai cái vấn đề mà đang rất là nhiều cảm xúc cho cá nhân Khánh cũng như là rất là nhiều quý khán giả, rất là nhiều mạnh thường quân ở trong và ngoài nước, quý vị ạ. Thì cái vấn đề thứ nhất đó là cái vấn đề về em Phạm Văn Thành, về cái người vợ rất là đáng thương của em Thành đấy. Vấn đề thứ hai đó là về cái tình hình lũ lụt ở miền Trung, về cái sự thiệt hại của đồng bào miền Trung ấy, sau cái trận thiên tai lũ lụt này. Thì đầu tiên thì Khánh muốn nói chuyện một chút về cái tình hình mưa lũ ở miền Trung. Thì như quý vị chúng ta biết đấy, trong những ngày vừa qua thì những cái trận mưa lớn nó đã càn quét làm thiệt hại rất là nhiều về tài sản, về hoa màu cũng như là về con người ở miền Trung. Đấy, đặc biệt là ba cái tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị và Huế. Thì chúng ta thấy rằng là vừa rồi trên đài, trên TV nói rất là nhiều đấy, tình hình sạt lở đấy cũng làm cho rất là nhiều công nhân bị thiệt mạng, rồi rất là nhiều người dân bị lũ cuốn trôi, rất là nhiều gia đình bị mất nhà mất cửa, lũ nó cuốn trôi hết quý vị, thực sự rất là đáng thương. Thì cái trận mưa lũ vừa rồi đấy nó vẫn chưa qua đi, thì tiếp tục bây giờ lại thêm cái trận mưa rất là lớn nữa. Và như dự báo thời tiết cũng quý vị chúng ta cũng biết rồi đấy, thì dự báo rằng là trong 5 ngày tới, từ ngày 16 cho đến ngày 21 tháng 10 đấy, thì liên tục ở các tỉnh từ Nghệ An vào đến Huế nó sẽ mưa rất là lớn và có thể gây thiệt hại rất là nhiều về tài sản đấy, gây việc là ngập úng, gây lũ lụt rất là mạnh ở các tỉnh đó. Thì thực sự rằng là cái mưa lớn nó cứ dồn dập đến với miền Trung ấy, nó làm cho cuộc sống của bà con ở đây vô cùng khốn đốn quý vị ạ, vô cùng khó khăn luôn. Đấy. Thì cũng rất là may thì trong những ngày vừa qua thì được rất là nhiều cái đoàn thể, rất là nhiều cá nhân chúng ta đứng lên để kêu gọi, để giúp đỡ cho đồng bào. Có những gói mì tôm, có những hộp sữa, những cái thực phẩm ăn nhanh để cứu trợ cho bà con ở khu vực rốn lũ, những cái nơi mà bị cô lập đấy, thì cũng rất là kịp thời. Thì ngoài những nghệ sĩ, những ca sĩ, những cầu thủ bóng đá đấy, những người rất là nổi tiếng và họ đã quyên góp được rất là nhiều tiền, thì bên cạnh đó còn có rất là nhiều cá nhân chúng ta cũng đứng lên để kêu gọi, để giúp đỡ cho đồng bào miền Trung. Và thực sự là những cái hành động, những cái nghĩa cử của các anh, các chị là vô cùng tuyệt vời quý vị, vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên thì với cái lượng tiền mà hiện tại đấy, theo như những thông tin mà chúng ta nhìn thấy trên các cái trang mạng xã hội đấy, để mà giúp đỡ cho bà con miền Trung ấy, có thể là vượt qua được cái khó khăn cùng cực trong cái mùa mưa lũ này, thì thực sự là chưa thấm vào đâu cả, chưa thấm vào đâu cả quý vị ạ. Đấy. Và đặc biệt hơn nữa là cái khi mà cơn lũ nó đi qua rồi thì nó để lại một cái hậu quả nó vô cùng nặng nề, nhà cửa mất rồi, là hoa màu không còn nữa, lương thực không có để ăn nữa quý vị, rồi là các loài gia súc, gia cầm, các loài cây trồng ấy, nó cũng bị lũ nó tàn phá hết toàn bộ. Đấy, cho nên là cuộc sống của bà con miền Trung tới đây sẽ vô cùng khó khăn và vất vả. Và chính vì vậy đấy, thì như tinh thần ngay từ ban đầu, Khánh cũng có chia sẻ với toàn thể quý vị. Một người cũng chỉ là một cá nhân thôi. Thì với một cái tiếng nói nhỏ bé của mình, thì Khánh cũng rất là mong muốn được nói lên cái nỗi lòng của mình, để chia sẻ tới toàn thể cộng đồng mạng. Và đâu đó chúng ta là những người con tha hương, là những người ở miền Trung, rồi cộng đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, chúng ta có thể là thấu hiểu được cái sự khó khăn và cái sự cùng cực của bà con nơi đây. Và từ đó thì chúng ta có thể là trích một cái khoản nhỏ trong cái tài chính của mình để hỗ trợ và giúp đỡ cho đồng bào miền Trung khắc phục cái sự cố sau cái thiên tai lũ lụt quý vị ạ. Đấy, chính vì thế thì Khánh hướng đến cái việc là khắc phục cái sự cố sau cái lũ lụt nó qua đi.
Và thực sự là với cái tinh thần như vậy đấy, thì trong những ngày vừa qua Khánh đã đón nhận được cái sự ủng hộ của các mạnh thường quân về mặt tinh thần, cũng như là quý khán giả về mặt tinh thần rất là nhiều quý vị ạ. Các cô chú chúng ta đều rất là đồng tình, hưởng ứng với cái cách làm đó của Khánh. Và thực sự là Khánh rất là vui. Và chính vì vậy thì một lần nữa, Khánh cũng rất là mong muốn nói lên cái lời kêu gọi để đâu đó những nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, ở khắp mọi nơi chúng ta có thể nghe thấy và chúng ta có thể đồng hành cùng với bà con miền Trung trong cái giai đoạn này. Đấy. Thì trong những ngày vừa qua thì mặc dù là được ủng hộ về mặt tinh thần rất là nhiều, tuy nhiên thì cái lượng tiền, lượng tài chính mà các cô chú chúng ta là những nhà hảo tâm chúng ta gửi về đấy, thông qua Khánh để giúp đỡ cho bà con miền Trung cũng chưa được nhiều quý vị ạ. Thực sự rằng là Khánh rất là trăn trở. Và chính vì thế thì ngày hôm nay trong cái video này đấy, một lần nữa Khánh gửi đến cái lời kêu gọi đến toàn thể mọi người ở khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam, là những kiều bào ở nhiều ở nước ngoài. Chúng ta hãy hướng về miền Trung. Chúng ta hãy hướng về miền Trung quý vị ạ, hướng về khúc ruột miền Trung để chúng ta cùng hỗ trợ cho bà con. Đấy. Thì nếu mà quý vị chúng ta mà theo dõi những cái tình hình mưa lũ trong những ngày vừa qua thì có lẽ là không ai mà không đau lòng cả. Đấy. Và nếu mà quý vị chúng ta đặt mình vào cái hoàn cảnh của những bà con mà ở vùng rốn lũ đấy, thì chắc chắn rằng là chúng ta rất là khó để chúng ta có thể là vượt qua được. Đấy. Thực sự là rất là cùng cực quý vị. Thì trên thực tế rằng là nếu mà giả sử ngày hôm nay không có cái sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, thì rồi cuộc sống của bà con sau cái trận lũ đi qua họ vẫn tiếp tục sống, họ vẫn không có chết được. Tuy nhiên thì họ sẽ vô cùng vất vả quý vị. Vậy chúng ta nghĩ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta chăn ấm nềm êm, chúng ta ăn no mặc ấm, chúng ta ăn sung mặc sướng, đúng không ạ? Chúng ta có đầy đủ mọi thứ. Nhưng có rất là nhiều trẻ em ở cái vùng rốn lũ đấy, sau cái trận lũ này đi qua đấy, thì không có cơm ăn, không có áo mặc. Đặc biệt là mùa đông chuẩn bị sắp tới rồi nữa quý vị. Đấy, cuộc sống của bà con sẽ vô cùng khó khăn hơn nữa. Chính vì vậy thì bằng những cái tấm lòng của mình một chút thôi, chúng ta cũng sẽ làm vơi đi được cái sự khó khăn của những trẻ em, những bà ông bà già, rồi những người dân ở khu vực rốn lũ. Họ sẽ có một cái cơ hội để được sống tốt hơn quý vị ạ. Cho nên là một lần nữa Khánh rất mong muốn sẽ đón nhận được nhiều cái tấm lòng vàng, nhiều cái sự chia sẻ của các mạnh thường quân, của những nhà hảo tâm, của những con em xa quê, những con em tha hương, những người dân xa xứ, đã chúng ta hãy cùng nhau hướng về miền Trung để giúp đỡ cho bà con quý vị nhé. Một lần nữa Khánh ra sức gửi lời kêu gọi tới toàn thể mọi người. Thì đó là cái nỗi trăn trở thứ nhất mà Khánh muốn chia sẻ với toàn thể quý vị. Cái điều thứ hai đó là Khánh muốn chia sẻ với quý vị trong cái vấn đề chỗ em Phạm Văn Thành ấy. Thì trong ngày hôm nay là em Phạm Văn Thành chính thức là đưa vợ về nhà quý vị ạ. Bác sĩ vào bệnh viện không còn cách nào nữa rồi. Thì sáng ngày hôm nay thì 11 giờ kém thì bắt đầu xe của bệnh viện ở tại bệnh viện Bạch Mai đấy, cùng với điều dưỡng đã chở vợ của em Phải, vợ của em Thành về với Quảng Bình. Thì thực sự rằng là nếu mà quý vị chúng ta nhìn thấy cái cảnh mà em Phạm Văn Thành cùng với người mẹ của mình đấy, bác Liên đấy, ở trong bệnh viện đấy, khi mà ôm nhau khóc rất là đau lòng quý vị ạ, thì chúng ta mới thấy được rằng là không có cái nỗi đau nào nó lớn hơn như vậy nữa. Rất là nhiều các cô chú, rất là nhiều các cô ở ngoài Hà Nội đấy, như là cô Thúy, rồi cô Vân, cô Loan, cô Quý, là những mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Khánh trong suốt thời gian vừa qua và cũng có cái phần giúp đỡ cho em Phạm Văn Thành. Đặc biệt là cô Vân là người đã chăm sóc, tạo cái điều kiện ăn ở cho mẹ con em Thành trong những ngày vừa qua. Thì trưa ngày hôm nay đấy, các cô cũng có mặt ở tại bệnh viện Bạch Mai và cũng có những cái lời động viên, những cái sự ân cần để chăm sóc và tận tình chia sẻ với em Phạm Văn Thành rất là nhiều. Và Khánh thấy được cái cảnh mà hai mẹ con vô vọng
rất là đau đớn và ôm nhau khóc ở giữa bệnh viện Bạch Mai luôn quý vị. Và thậm chí các mạnh thường quân, các cô đến đó cũng rất là xúc động, ai cũng rơi nước mắt cả. Thực sự là rất là đau lòng, rất đau lòng quý vị. Thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, các mạnh thường quân chúng ta cũng đã là đã hết mình với em Phạm Văn Thành, với cái ước nguyện của em, mong muốn là sẽ có một cái cơ hội để giúp cho vợ có thể là phục hồi. Mặc dù không có thể ngồi được xe lăn, chỉ cần sống thôi để là một cái nguồn động viên cho những đứa con ấy, nhưng mà bây giờ cũng không được quý vị. Thì số phận đã như vậy rồi thì cũng phải chấp nhận thôi, cũng phải chấp nhận quý vị. Mặc dù trong những ngày vừa qua thì dư luận rất là xôn xao quý vị, rất là xôn xao về em Phạm Văn Thành thì quý vị chúng ta cũng biết đấy. Nhưng mà dư luận càng xôn xao, có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều đấy, thì các mạnh thường quân lại gửi tiền về rất là nhiều, lại tiếp tục giúp cho em Thành. Bởi vì là các mạnh thường quân ấy, cũng như là quý khán giả, là những người mà họ có cái đức nhân văn ở trong đó đấy. Họ đều nhìn thấy được cái nghĩa cử rất là cao cả của một người chồng, cái tình phu thê rất là lớn quý vị. Phạm Văn Thành gạt bỏ tất cả những sĩ diện để đi cầu cứu, để xin từng đồng, xin từng người, từng YouTuber để xin tiền để đi chữa bệnh cho vợ. Thì có lẽ là hiếm một người đàn ông nào có thể làm được điều đó. Thế mà vẫn có những người mở miệng ra nói rằng là Phạm Văn Thành đạo đức dạ, kiếm tiền trên thể xác đau đớn của vợ. Thực sự là những cái câu nói mà rất là nhói lòng. Nhưng mà không sao cả quý vị ạ. Ai tạo khẩu nghiệp thì đó là họ phải gánh chịu thôi. Còn ngày hôm nay thì các mạnh thường quân họ vẫn rất là yêu thương Phạm Văn Thành. Và từ sáng giờ thì Khánh nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại của các cô chú, các mạnh thường quân chúng ta gọi điện về để động viên cho em Thành thông qua Khánh. Quý vị. Thì trưa ngày hôm nay sau khi mà rời bệnh viện Bạch Mai đấy, thì về đến Thanh Hóa thì em Thành cũng dừng lại để đón thêm người nhà là bên chỗ bên vợ của em Thành đấy, cũng cùng đồng hành để đưa vợ của Phạm Văn Thành đi về Quảng Bình, về với quê chồng đấy. Thì bắt đầu đến đến đất Nghệ An quý vị, bắt đầu đến Quỳnh Lưu, Hoàng Mai đấy. Hoàng Mai Quỳnh Lưu thì bắt đầu trời đổ mưa to. Bây giờ mưa đang to rồi. Đấy thì dự kiến rằng tối ngày hôm nay sẽ vào đến Quảng Bình chắc khoảng tầm vào đến Quảng Bình chắc phải tầm 9 giờ, 8 rưỡi 9 giờ. Đấy quý vị. Thì nếu lúc đó mà thời tiết mà không quá mưa to, đấy, gió không quá lớn, thì Khánh sẽ làm một cái live stream để Khánh cũng chia sẻ với quý vị để chúng ta nắm được cái tình hình, cũng như là biết được cái diễn biến sức khỏe của em Khuyên khi mà vượt một cái quãng đường rất là xa từ Hà Nội về đến Quảng Bình là 500 cây số. Quý vị ạ. Đấy. Thực sự là cũng rất là nhiều cô chú anh chị, rất là nhiều khán giả và mạnh thường quân chúng ta đang muốn biết về cái thông tin của em Khuyên, về em Phạm Văn Thành ấy. Vâng. Thì Khánh sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất để gửi đến toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái đoạn video ngắn, là những hình ảnh mà em Phạm Văn Thành cùng với mẹ cũng như là các cô chú ở bên ở ngoài Hà Nội đấy, đã đến để động viên, để chia sẻ và tiễn em Thành từ bệnh viện Bạch Mai để về với Quảng Bình. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.